Tiếp tục quay trở lại với chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay về kinh doanh online. Hôm nay câu hỏi rất là buồn cười. Thầy ơi, các thành viên tuyến dưới của tuyến dưới của tuyến dưới em, họ đang không khâm phục thủ lĩnh của họ nên họ muốn chuyển tuyến thì phải làm như thế nào? Thì chuyển tuyến phải làm như nào thì cái này chính các bạn phải là người thực chiến với thầy Dự thì mới đúng, đúng nhỉ? Vì thực sự là thầy Dự không kinh doanh theo mô hình đội nhóm như các bạn. Thì đơn giản là thầy Dự đào tạo và thầy Dự có học viên của mình. Và thậm chí học viên của thầy Dự họ cũng không làm cộng tác viên hay là không làm người bán hàng giúp thầy Dự đâu. Họ là người giới thiệu học viên cho thầy Dự thôi. Đơn giản là như vậy. Thì đây là có cái lời khuyên, và lời khuyên này thì bạn cứ áp dụng xem nó có thực chiến hay không nhé. Đấy, thực chiến hay không là do bạn. Như này, thứ nhất là bạn xem lại cái quy trình. Các bạn thường có một cái quy trình rất tệ là quy trình pass thành viên. Tức là có người họ bị hút bởi bạn, họ muốn được kinh doanh sản phẩm của bạn. Thế là bạn nhận họ, đơn hàng họ nhập rồi. Xong là bạn lại giao họ cho một cái thủ lĩnh nào đó ở phía dưới bạn, giao cho một leader nào đó ở tuyến dưới của bạn ấy, để cho người ta hỗ trợ nhau, kèm cặp nhau. Và cái người đấy không đủ tâm, đủ tầm, đủ tài để còn lãnh đạo người kia, để còn giúp đỡ người kia. Nên là họ có sự phản kháng, họ không có phục nhau. Đấy, thì đấy là lỗi của bạn. Và nếu mà cái trường hợp như vậy thì bạn rút kinh nghiệm ngay. Đó là gì ạ? Là chỉ chuyển người cho những người nào đó, cho những thủ lĩnh nào đó đã đạt được cái tiêu chuẩn của bạn. Bạn phải tạo ra một cái chương trình test tiêu chuẩn, kiểm tra ấy. Tức là những ai mà đầy đủ kỹ năng như thế này rồi, những ai mà có cả kỹ năng làm video, kỹ năng phát triển các kênh truyền thông ABC rồi này, xong cộng với việc là cần phải có cái kỹ năng kèm cặp nữa. Đấy, thì bạn tự tạo ra cái điều đó. Nếu cần tham vấn thì inbox thầy Dự. Nếu bạn đang là bốt hoặc là thủ lĩnh rồi, muốn tham vấn điều đấy thì liên hệ với thầy Dự, đúng không nhỉ? Thì để những ai thực sự tốt nghiệp được cái điều đó, cái hành trình đó, thì bạn mới cho được cái quyền là được nhận người do mình chuyển xuống. Và nếu nhận người do mình chuyển xuống rồi thì lại phải nhớ tiếp là mình có quyền đòi lại cái người đấy. Nếu như người đấy trong vòng 30 ngày hoặc trong vòng 6 tháng mà cảm thấy không phù hợp với cái người mà mình bàn giao. Còn trong cái trường hợp mà cái gì ạ, là họ tuyển nhau vào nhưng mà họ lại không hài lòng khi làm việc với nhau, họ muốn chuyển tuyến, họ muốn điều gì đó, thì các bạn nếu là boss, là leader tuyến tổng trên ấy, thì các bạn phải đưa ra sẵn cái quy định của công ty trong đấy. Này, nếu bạn không cho họ chuyển, họ không thích làm việc với nhau thì họ bỏ, họ không bán sản phẩm của bạn nữa, thiệt cho cả đội nhóm, đúng không nhỉ? Đó, nên là hãy đưa ra cái điều kiện là nếu trong những trường hợp như thế nào thì họ có quyền là gì ạ, không nhập hàng của những người đấy nữa, mà có thể là nhập hàng lên từ lên công ty. Đấy, hoặc là điều kiện như thế nào thì họ sẽ được gì ạ, kết hợp với người nào khác đó mà họ thích ở trong đội nhóm đấy, chứ không phải là cứ bắt buộc là phải theo cái người kia. Đấy, thì bạn phải đưa ra những cái bộ gọi là bộ quy tắc ứng xử kiểu như vậy để làm sao nó đạt cái công bằng, đạt cái sự minh bạch. Hiểu giờ thì Dự không nhỉ? Thôi cứ làm đi, còn phải có tham vấn. Khi mà mình đã có ý tưởng rồi thì thầy Dự mới tham vấn cho bạn nó kỹ được. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp này, câu hỏi lại hỏi xoáy đáp xoay tiếp. Thầy ơi, dạo này mừng quá, đơn hàng của em tăng vùn vụt, em không biết vì sao, thầy lý giải em với. Câu này đúng là lại xoáy tiếp. Đơn hàng tăng vùn vụt thì thầy đâu có biết là em đã làm những cái gì để đơn hàng tăng vùn vụt đâu. Nhưng thầy đoán là gì ạ? Là thứ nhất là em đã phát triển một cái kênh nào đó, và cái kênh đấy đang có rất là nhiều người xem, nhiều người theo dõi, uy tín của em tăng trưởng như đấy. Hãy xem có phải là kênh TikTok của em dạo này nhiều người xem hơn rất là nhiều không? Có phải kênh Facebook của em bây giờ dạo này cũng nhiều người tương tác hơn không? Hay là kênh YouTube của em có rất nhiều người tương tác? Hoặc là thời gian gần đây em chăm sóc khách hàng tốt hơn không? Không có cái gì nó đến ngẫu nhiên cả đâu nhá, nó đến đều từ cái nỗ lực nào đó của mình trước đó, ở trong quá khứ ấy. Đấy, thì mình phải truy ngược nó ra xem là dạo này mình nhiều đơn hơn vì lý do nào, hay là đơn giản là vì thị trường, hay là đơn giản là vì công ty đang làm marketing sản phẩm rất là tốt, sản phẩm của mình trở thành xu hướng, trở thành trend đó. Rồi, thì theo các bạn đã xem cái này, thì khi một người có đơn hàng rất là tốt thì thường là họ đã làm tốt được cái điều gì, thì các bạn có comment xuống dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và có câu hỏi gì nữa liên quan đến kinh doanh online xoáy bằng trời thì thầy Dự cũng tìm cách để xoay trả lời cho các bạn. Ok, comment xuống dưới nào. À, đăng ký vào kênh YouTube này để các bạn có thể nhận được những video tự động vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của thầy Dự và cả trên kênh fanpage của thầy Dự nhá. Ok. Hai bước để bạn nhận bài học mới của thầy Dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Đợi đã, tôi có một món quà cực kỳ giá trị muốn tặng bạn. Trước tiên, hãy kích vào biểu tượng đăng ký kênh YouTube, kích vào biểu tượng nút chuông nữa để tự động cập nhật những bài giảng mới nhất của Hán Quang Dự. Sau đó, hãy tìm cái đường link quà tặng miễn phí ở phía dưới. Nó cực kỳ giá trị và miễn phí giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình, nằm ở phần mô tả hoặc là phần comment cho video này. Kích xuống dưới nha.
Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo của Hàn Quang Dự.